Mình đang đi tìm đường về từ Đà Lạt. Mình sẽ né cái quốc lộ 20. Mình né cái quốc lộ 20 ra để đi về Sài Gòn để sợ kẹt xe. Nên mình sẽ đi cái đường mà nhiều anh em biker cũng có nói đến mấy lần ha. Mình đi DT725. Đường này hoa giá quỳ vẫn còn nè, hoa giá quỳ vẫn còn, nó tàn rồi nhưng mà nó vẫn còn. Mình đi cái đường này đúng ra thì mình khởi hành sớm lắm, mình đi thường mình đi 3:30 4 giờ không mà, nhưng mà tại vì đây là cái đường mới mình cũng chưa đi lần nào, mà nó đường trong nó vắng xe, rất là vắng xe. Mình thì đi có một mình cho nên là mình đợi sáng sớm, sáng rồi mình đi luôn cho nó an toàn. Trên đường đi có gì đẹp mình quay lại cho mọi người xem. Anh em nào chưa biết đường này thì mình cứ có thể thử sau khi kết thúc cái tour. Đà Lạt sáng sớm. Đường ít xe tải. Khúc cua nhiều. Những con đường nó cong cong như thế này nhìn nó tạo nên cái chất của Đà Lạt. Ở đây đa số là người dân tộc hay sao á. Đường đẹp chưa? Đa số là người dân tộc. Tên đường, tên thôn rất là lạ. Bọn đồ thổ cẩm không à, người dân tộc chắc rồi đó. Đi bên đường bên ngoài hoài quay riết không có cái gì quay cho mọi người xem, nên làm trải nghiệm đường mới rồi tránh kẹt xe ở đèo Bảo Lộc một ngày lễ, nên là mình đi cái đường này luôn. Nhìn như đường mòn Hồ Chí Minh á. Rất là đẹp. Hoang sơ. Mà nghe nói có nó cũng xấu. Đường này cũng xấu nhưng mà chắc không đến nổi. Xấu mà không kẹt xe thì mình nhưng ban được. Mấy anh em chơi phân khối lớn ngại nhất là kẹt xe. Quá đẹp, quá đẹp. Trước khi vô đường DT725 ghé đổ xăng đầy. Ghé vô trong đó là không có cây xăng.
đường bê tông luôn. Quá dữ. Đó. Đi trải nghiệm vậy mới thích chứ. Sống nông thôn. Mới chảy nhựa. Đi trời lạnh này nó đỡ văng nhựa hơn. Phải có khó khăn thôi. Đường bằng phẳng suốt thì đi nó buồn ngủ. Hết khó khăn rồi lại đến thuận lợi ha. Ôi vô đây 3G của Viettel mà bệnh là bó tay luôn ha. Đường này làm lại 2 năm nữa chắc đẹp rồi. Tới DT 725 rồi. Mà đường đi tới DT 725 cũng đẹp rồi. Lại đến khó khăn. Giáo quỳ còn sót lại nè. Đây phương tiện di chuyển chủ yếu là xe công nông. Đường đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Đường dày không đi, đi chen chúc nhau ngoài quốc lộ 20.
trong này mà có đi chậm chút xíu cũng còn xem cảnh rồi được. Hoa sim đây hai bên đường. Này là những cái đồi, đồi chè, cà phê rất là nhiều. Thấy cái dốc không? Cái dốc đi lên kìa. Bảo Lộc 64 cây. Quá đã, chạy ở ngoài đâu có chạy vậy được đâu, chạy ngoài mấy ngày lễ này khó khăn lắm. Nó cứ quanh co vậy đó. Đẹp chưa? Ôi ôi, giống đèo chuối không? Chuối mà ở đây chuối còn nhiều hơn đèo chuối. Đường này không đi thì đi đường nào? Như đường Tây Bắc luôn.
quăng chai nước gì một kỳ. Quá đẹp. Đẹp như đường Trường Sơn á. Quá đẹp, nhìn cái đường full đèo luôn. À, đây là cầu cầu đa dân ha, trên đường tỉnh lộ 725 từ Đà Lạt về, cảnh rất là đẹp. Đây là vị trí mà máy bay co hay check in, đường vắng, cảnh đẹp không? Đây bác nghe tiếng thác nó chảy không? Thác chảy với lại tiếng chim hót. Vừa nghỉ mệt vừa quay là cái cảnh đẹp cho mọi người xem. Trời đấy mùa nước thì chắc nó đẹp hơn. Đây là người bạn đi chung đường với mình suốt từ ấy đến giờ. Rồi giờ giọt về Sài Gòn thôi. Xem lại lần nữa cái đường mình đi ha. Rất là đẹp. Anh em nào tất tài nào mà đi lên Đà Lạt chơi thì đi về Sài Gòn thứ bảy chủ nhật rồi đó thì có thể trải nghiệm cái cung đường này ha. Mình mới đi lần đầu mình không biết chứ đi nãy giờ thấy cây xăng dọc đường cũng nhiều. Chuối quá trời. Đường này đẹp lắm. Mấy đoạn trước nó thấy khó khăn nghe chứ qua được một chút rồi thấy chạy đường vậy không nè, cho nên mà thấy khó rồi.
nản không đi là uổng lắm. Đẹp chưa? Đèo dưới núi, dưới chuối. Nó khó khăn chứ làm cho người ta mạnh mẽ lên thôi. Có cái câu nói cũng hay lắm là không có thất bại, chỉ là trải nghiệm thôi. Nếu mình xem nó là thất bại thì nó là thất bại, còn mình xem nó là một trải nghiệm cần phải học trong đời thì nó chỉ là một bài học thôi. Thay vì học trên trường thì học trên đường. Rất đẹp ha. Cuối năm này, hôm trước mình gặp nhiều anh chị cũng là chủ doanh nghiệp. Cuối năm nay khó thì nhiều anh chị cũng tâm tư nhiều lắm, mà mình thấy đúng là cái thực trạng của lao động Việt Nam mình nó đúng là như vậy. Trời cảnh đẹp quá, nhìn mê luôn á. Cái lao động Việt Nam của mình nó đúng là nó có đặc thù, nó có đặc thù. Cuối năm doanh nghiệp khó khăn thì bên cạnh những doanh nghiệp mà khó khăn thì cũng có những doanh nghiệp người ta chọn thời điểm người ta phát triển, thì thị trường lao động lúc nào cũng sôi động hết. Thì nhiều anh chị thay đổi công việc, nói là mấy anh chị đó cũng may mắn được cái doanh nghiệp khác người ta mời. Tuy nhiên là những cái trường hợp như vậy á, rồi cái cây này đẹp quá, trời ơi đẹp quá chưa, đẹp không chịu nổi luôn, rất đẹp. Những doanh nghiệp người ta mời về thì những cái bạn này lại có những cái hành xử rất là kỳ. Đó là kéo theo một số anh chị em cùng ekip mình á. Thì cái chuyện này nó cũng bình thường thôi, nhưng mà nếu như mình trong cuộc đời mình đi làm mà có được nhiều người thương, mà khi mình nghĩ có nhiều người muốn theo đó, thì đó là do mình giỏi. Tuy nhiên nếu đó là việc nếu như người ta tự nguyện người ta đi theo, còn việc lôi kéo rồi nói xấu doanh nghiệp cũ để cho những cái người mà người ta những anh chị khác không có nhiều thông tin thì người ta quyết định ta bỏ đi, thì cái đó là cái cách phá hoại chứ không phải là cái chuyện đơn thuần là nghỉ việc. Mà mình thấy rất là ngộ là đa số những cái anh chị mà nghỉ việc đi qua một cái đơn vị khác tốt hơn á, mình phỏng vấn nhiều anh em xin việc á, mình thấy một cái thực trạng đó là ôi ơi, người ta làm năng lượng mặt trời đó, thấy không, thấy năng lượng mặt trời không, mình thấy một cái thực trạng đó là đa số mấy anh chị khi quyết định nghỉ việc á, chọn một nơi khác, mấy bạn có cái nhìn tiêu cực về doanh nghiệp cũ của mình đã từng làm trước đó. Rồi cái đó là cái cách không có sòng phẳng với lại cái tổ chức của mình. Có thể là tổ chức đó không tốt nên dẫn đến quyết định bạn ra đi. Tuy nhiên là dù gì nó cũng là một cái quá trình mình trưởng thành.
và tổ chức đó cũng đã từng nhận bạn vào khi bạn cần công việc. Và một cái quan trọng nữa đó là khi mà bạn nhận được một cái công việc mới tốt hơn ở một cái đơn vị khác á, thì công bằng mà nói các bạn nghĩ lại đi, có phải là do được cái kinh nghiệm các bạn tích lũy được từ những cái đơn vị trước đó bạn đã từng làm, thậm chí nhờ cái name của họ trong cái CV của mình á, mà doanh nghiệp mới người ta sẵn sàng mời bạn với một cái tư cách là người đã có kinh nghiệm, nhân sự đã có kinh nghiệm. Cho nên người ta mới đồng ý người ta trả giá cao. Bởi vì sao? Thực ra không phải là giá cao mà thay vì họ phải bỏ ra một cái khoản tiền ít hơn, nhưng bù lại thời gian và công sức của những cái doanh nghiệp trước đây người ta đã đào tạo bạn á, và bạn làm có khi là thiệt hại nữa, có khi là thiệt hại nữa, nhưng mà những cái doanh nghiệp đó người ta trả giá, ta đã trả giá cho bạn rồi, những bài học đó người ta trả giá cho bạn. Thì những doanh nghiệp mới người ta không phải trả giá những cái chuyện đó, người ta mua những cái mà bạn đã được trải qua, được đào tạo, người ta không cần mất thời gian. Hình như mình đi lộn đường rồi. GPS ơi là GPS. Cho nên là người ta mới đồng ý nhận bạn vào. Cho nên là nói gì thì nói, bạn có được một cái cơ hội mới là do bạn đã có được cái nền tảng và cái những cái cơ hội trước đó do những cái người khác mang lại cho bạn. Cho nên bạn nên trân trọng điều đó, thay vì là bạn lại đạp đổ mọi thứ mà bạn đã có. Điều đó là một cái điều dưới góc độ một nhà tuyển dụng thì mình nghĩ vì một lý do nào đó người ta sẽ nhận bạn vào, vì người ta tạm thời người ta quá cần, chứ còn người ta sẽ không có đánh giá cao những nhân sự như vậy về tính trung thành, trung thực ha. Cho nên là những cái bạn đó thì nên suy nghĩ lại về cái cách làm, cái cách đối nhân xử thế, cái cách ứng xử cho nó phù hợp. Xíu nữa là mấy con chó đây nó dạng ghê, nó thấy xe nó không sợ. Cái đường ngay đi mình thoải mái, cái là không có mấy cái xe tải hành khách ha, ô tô con là cùng thôi, không có chạy lấn tuyến rồi đi được, nhìn cảnh này kia ha, đã không đó, dưới thung lũng.
đèo nhiều, nhưng mà khó thì nó cũng không khó lắm, cho nên là mấy anh em nào muốn dập đèo, hoàn thiện kỹ năng chạy đèo thì mình chọn cung đường này. Mình đi xuống đèo thì mình đi số thấp một chút để mình hạn chế phải dùng thắng, nó cái máy nó sẽ kéo lại. Mình đi số thấp thì nó đỡ phải dùng thắng, thì cái thắng nó sẽ không có bị hỏng khi mà nó phải làm việc quá tải trên đèo. Mấy cái trường ở đây, trường nào cũng ta đùng hết, rất nhiều, đâu làm gì, làm trường học. Biết chạy theo GPS sao mà nó dẫn ra lại quốc lộ 20 rồi, ngay chỗ Di Linh. Trời ơi, định chạy thoát qua đèo Bảo Lộc luôn. Mình chạy không để ý, đường đẹp quá nên cứ nhắm cái GPS, nó cái hướng của GPS rồi thì nó có một đường độc đạo. Mình chạy mấy cái ngã ba ngã tư mình không để ý nên là nó lại ra quốc lộ 20. Mục tiêu là né cái đèo Bảo Lộc, mà cuối cùng quay lại đèo Bảo Lộc. Nhưng mà cái đoạn bên trong chạy á, thật sự là thích luôn. Bên ngoài chạy không có nhìn cảnh đâu được, nhìn xe không. Hy vọng là mình sẽ kịp qua, mình sẽ kịp qua Bảo Lộc. Ra đường đi Đà Lạt thì nó đẹp sẵn rồi, đều đi cái đường này ngoài thài á, quay riết mọi người coi nó chán rồi. Nếu mà được đi đường bên trong á thì trải nghiệm nó hay hơn. Thật sự đường bên trong nó đẹp. Xe lên, giờ này xe lên. Kẹt chắc luôn. Đi chơi lễ, đi Đà Lạt phải tranh thủ về trước lễ, chứ còn trong lễ rồi sau lễ nữa là thôi luôn. Năm nào cũng vậy. Xe lên quá trời luôn. Ba ngày tới ở Đà Lạt là tội nghiệp luôn á. Hiện giờ mùa dịch bệnh vừa rồi mà giờ mà không có lượng khách mà lên du lịch ở trên Đà Lạt mà ít thì cũng khổ. Năm có mấy mùa, trông chờ cho khách lên chứ. Dịp này mà không lên nữa là Tết hết vui luôn. Rồi vào đèo Bảo Lộc.
mà kẹt xe đi cũng chán lắm á. Xe con, xe Honda gì cũng lên. Mình mà không có một chuyện nghe chắc mình cũng ngại đi mấy ngày này lắm. Điều công việc thì phải đi thôi. Vô đèo mà vắng vắng vậy là chắc giữa đèo với dưới đầu đèo là kẹt đó. Mấy cái cây màu lá đỏ đỏ trên cái mảng xanh nghe đẹp quá. Nên cuối đèo mà vắng là đầu đèo, giữa đèo là đông rồi. Hết đèo rồi, khỏe rồi, giờ bắt đầu đói, để chạy qua xe này nè. Rồi đói rồi lại tự nhiên thèm cơm. Kiếm cái quán nào có cơm ăn. Cơm chắc phải qua đèo chuối quá. Quá đẹp. Đang chạy lớn tuyến ghê không? Đó. Cố vạch cấm vượt luôn á, cứ chạy lớn tuyến thôi. Địa phận đèo chuối, qua hết địa phận đi hết đèo chuối là hết địa phận của Lâm Đồng rồi. Chưa xong rồi, ăn uống cũng xong rồi,
giờ là bao về nhà luôn. Quán cơm miền Tây ha, ăn được. Kia lạnh chạy đã quá trời đã luôn, về đây nó nóng. Bà con đua lên Đà Lạt quá trời luôn. Chạy lớn tiếng thấy ghê không, làm như đường một chiều luôn á. Đấy, công an người ta ra quân, người ta giữ lại, lấy lại cái trật tự của giao thông đường bộ thì nói này nói kia, còn để cho mấy anh chạy thì mấy anh chạy vậy. Đường hai chiều mà chạy như một chiều á. Chạy mà thành cái len luôn á, chứ không phải là tạm thời vượt qua rồi tấp vô lại đâu. Nên giờ này lên là kẹt Đà Bỏ Lọc chắc luôn.